Thì đối với cái bài 1 á ha, câu 1 thì mình 2 điểm. Nếu mà mấy em vẽ được bốt biên bốt pha thì mấy em sẽ được 1 điểm, và mấy em tính toán để kết luận ra được cái ổn định của hệ thống, em sẽ được 1 điểm còn lại. Em nào mà không vẽ bốt biên bốt pha mà dựa vào toán học tính toán để ra được cái ổn định luôn á thì mấy em sang trọn 2 điểm nếu mà em tính đúng ha. Còn không tính đúng được thì tùy tùy tình huống mà thầy có thể cho từ 0 tới 2 ha. Thì bài 1 thì các em giải nói chung nó cũng không có gì lắt léo hết. Có nghĩa là bây giờ mấy em đã biết rằng á là hệ của mình nó phải ở dạng Ts cộng 1 thì mấy em chịu khó. Nếu nó chưa có dạng Ts cộng 1 thì phải chuyển đổi các cái thành phần bên trong cái hàm truyền ra cái dạng Ts cộng 1. Ở đây 15 chuyển ra, 170 chuyển ra, 20.000 sẽ chuyển ra, nhưng mình lưu ý 20.000 nó có dấu bình phương đây thì chuyển ra và chừng sót cái dấu bình phương. Thì mấy em chuyển ra xong mấy em sẽ được cái hệ số quốc đại ca là bằng 2,2 nhân 10 mũ trừ 8, thấy không? Thì mấy em tính 20 log k ra nó sẽ được là trừ 153,13. Lúc đó mấy em tính toán, nhớ phải ghi các đơn vị của các tần số gãy ra nha. Bắt đầu mấy em vẽ thì vẽ được cái bot như vậy nè, bot bi như vậy thì mấy em sẽ được gần 1 điểm, bot pha thì dễ tiếp được 1 điểm nữa ha. Rồi nếu xin lỗi, có nghĩa là mấy em vẽ được cái bot biên là mấy em gần 1 điểm rồi, mấy em vẽ bot pha thì mấy em sẽ được trọn 1 điểm nếu mấy em vẽ đúng. Đây là bot biên vẽ đúng rồi nè. Rồi tiếp theo nữa là cái bảng bot pha bạn mình tính ra. Thì cái bot pha thì em lập cái bảng xong em cho một số cái giá trị rồi vẽ cái dạng ra là được ha. Rồi đó, vẽ như vậy xong là sẽ được 1 điểm. Sau đó mình xét độ dự trữ biên, độ dự trữ pha tính ra để kết luận ổn định hệ thống. Thì ở đây bạn mình á nhìn vào sơ đồ và tính độ dự trữ pha, độ dự trữ biên, nhưng mà bạn mình lại chưa kết luận là ổn định hay không ổn định, thấy không? Vậy là chưa được, vậy là mất hẳn 1 điểm đó, chỉ được 1 điểm vẽ bot thôi. Thì các em thấy nè, chẳng hạn như đối với trường hợp bot biên bot pha cùng thể hiện trên cái một cùng một hệ trục ha, nè 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 nè, nếu em đã để nó trên cùng một hệ trục thì chỗ này phải lắp omega, lắp omega nha. Ở đây lắp omega, ở đây ghi omega một cái rồi cùng chiếu xuống là chết nha. Ở đây đã lắp omega thì chỗ này phải lắp omega đó. Nếu mà em để omega em ngầm hiểu là omega rồi, ở đây em để con số chính xác thì cũng coi như đúng đi ha. Nhưng mà nên ở đây lắp thì ở đây nên là lắp luôn cho nó đồng bộ. Ở đây thầy không bắt sai, tại vì em đã tự ý quy đổi cái giá trị lắp omega tương ứng với giá trị omega tương ứng ở đây rồi, cho nên không có bắt lỗi. Thì các em thấy là cái omega mà tại đó cái phi omega nó bằng trừ 180 độ, nó là vô cùng bên phía bên đây ha, vô cùng bên phía tay phải. Thì như vậy thì dẫn tới cái L tương ứng nó sẽ rất là âm. L tương ứng sẽ rất là âm, cho nên cái độ dự trữ biên của nó đó, xin lỗi, độ dự trữ pha, xin lỗi các em, đó là độ dự trữ biên ha. Cái phi omega trừ bi nó là vô cùng bên phía tay phải, cho nên cái L của nó là vô cùng âm, cho nên độ dự trữ biên của nó đó là vô cùng dương, là dương. Do đó mình sẽ kiểm tra tiếp cái độ độ dự trữ pha. Độ dự trữ pha thì cái L mà làm cho cái L omega C nó bằng không á, là không có, không có nên mình không xét được. Cho nên trong trường hợp này độ dự trữ biên á thì ở đây dương rồi, nhưng mà độ dự trữ pha thì mình không xác định được, cho nên là mình không xác định được độ dự trữ. Xin lỗi, mình xong xong xác định được cái độ sự ổn định của hệ thống dựa vào biểu đồ bot, không xác định được. Em nào ghi không xác định được mà phải chứng minh đàng hoàng giải thích thì sẽ được 1 điểm nha.